Bảo hiểm trả 3,5 tỷ viện phí của phi công người Anh cho những dịch vụ gì? Thật tuyệt, nếu ở một nơi nào khác trên trái đất này, tôi hẳn đã chết. Tôi thấy mình vô cùng may mắn khi được chữa trị ở Việt Nam. Từ tận đáy lòng, tôi vô cùng biết ơn Việt Nam, bệnh nhân người Anh tâm sự. Theo Bộ Y tế, sức khỏe bệnh nhân phi công người Anh hiện đã đủ để rời khu hồi sức tích cực, chuyển phục hồi chức năng và làm thủ tục về nước. Về việc chi trả tiền viện phí cho bệnh nhân 91, nhà cung cấp bảo hiểm cho bệnh nhân đã gửi xác nhận chuyển khoản đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, chi trả toàn bộ viện phí của bệnh nhân này giai đoạn điều trị tại bệnh viện từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 22 tháng 5, với tổng viện phí là 3,5 tỷ đồng. Theo đại diện bệnh viện này, phần chi phí cao nhất thuộc về giai đoạn bệnh nhân điều trị thiết bị tiêm phổi ngoài cơ thể ECMO. Bệnh nhân cũng có rối loạn đông máu và không thích ứng với thuốc chống đông đang có ở thị trường Việt Nam. Bộ Y tế đã phải cho phép nhập khẩu thuốc chống đông tương thích với bệnh nhân từ nước ngoài. Bệnh nhân phi công người Anh đã sử dụng nhiều dịch vụ khác như lọc máu liên tục, thở máy. Đến nay, bệnh nhân đã trải qua 93 ngày điều trị tại bệnh viện, giai đoạn từ ngày 22 tháng 5 đến khi chuyển điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, chưa xác định được chi phí. Tuy nhiên, nếu chỉ tính giai đoạn điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, thì đây là bệnh nhân có chi phí điều trị cao nhất mùa dịch này ở Việt Nam. Tại khu vực phía Bắc, bệnh nhân 19 có chi phí điều trị cao nhất khoảng 1,5 tỷ đồng. So sánh với một số ca bệnh COVID-19 thể nặng trên thế giới, đại diện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng mức viện phí này thấp hơn nhiều. Cho đến nay, Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19 và là một trong 30 quốc gia vùng lãnh thổ không ghi nhận ca tử vong trong vụ dịch này. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức nổi bật mỗi ngày trên kênh YouTube của Sài Gòn TV.